một trong những cái dự án nằm trong chuỗi dự án Oban của công ty Hà An, là công ty con của tập đoàn Đất Xanh. Dạ. À, kế bên mình có cái bệnh viện quốc tế Hoàn Hảo, mình có nhà hàng tiệc cưới Eden Plaza này. À, đây là cái trục đường nối thẳng đường Phạm Văn Đồng chạy về sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại công trường của dự án đang rất là nhộn nhịp, bây giờ là khoảng 19 giờ 5 phút buổi tối. Công trường của dự án vẫn rất là nhộn nhịp, xe và bê tông, xe chuẩn bê tông vẫn còn là gia cô và công nhân vẫn còn ở lại để làm việc, thang máy đưa cái vật liệu xây dựng vẫn còn đi lên đi xuống. Dạ. Thì đây dự án Oban Boulevard được giới thiệu ra thị trường từ năm 2019 đến bây giờ thì từ khoảng tháng 5 bây giờ được khoảng 5 rưỡi thì nó đã cất nóc rồi và làm hoàn thiện cuốn chiếu, cho nên là dự án họ đã sắp chuẩn bị giao nhà rồi. Bên trong là block B, còn bên ngoài này là block A. Nó có rất là nhiều các cái tiện ích như là khu vực để xe, khu vui chơi của trẻ em và shop house, rồi trường mầm non, khu barbecue, khu vui chơi, đường chạy bộ, hồ bơi ở trên tầng 4, khu đọc sách, khu tập gym, yoga miễn phí, vân vân và vân vân. Dạ, đây là cái cửa cổng đi vào của dự án. Thì hiện tại á, đó, công trường vẫn đang hoạt động, cho nên là lúc nào cái tiến độ của căn hộ mà thuộc dòng của các cái căn hộ của tập đoàn Đất Xanh mà triển khai thì nó được giao nhà cho khách hàng rất là nhanh, thường là sớm tiến độ anh chị ạ. Dạ, ở đây thì chỉ có hai loại căn thôi, là căn 2 phòng ngủ và căn 2 phòng ngủ không vệ sinh và căn 3 phòng ngủ. Hiện tại thì chủ tư do là trước đây bán thì tôi giữ lại một số căn, cho nên nó vẫn còn hàng của chủ đầu tư. Và các anh chị tranh thủ nhé. Hiện tại sang nhượng thì giá vẫn còn rẻ do là nó chưa có giao nhà, cộng với tình hình là được Covid, cho nên là chủ tư cũng rất là ưu đãi cho khách hàng. Nếu mà khách hàng mua hàng chủ tư thì mỗi người sẽ được tặng một cái bộ nội thất trị giá 150 triệu, mình được quyền trừ vào hợp đồng, cộng với là mình có thể vay ân hạn nợ gốc và lãi đến khi nhận nhà luôn. Rất là nhiều chương trình ưu đãi. Còn khách hàng mua trước đây với chủ tư thì giá cũng rất là rẻ, giá chỉ chừng có khoảng 29 đến khoảng 34 triệu một mét vuông thôi, cho nên bây giờ hiện giá sang nhượng rất là tốt. Dạ, anh chị nào muốn đầu tư thì anh chị hãy tham khảo nhé. Tại vì trên thị trường Bình Dương hiện tại khu vực không phải được mặt tiền Phạm Văn Đồng như thế này, mà đi sâu vào trong phía trong khu Bixi này, rồi khu làng đại học, thì cái giá hiện tại của các căn hộ như là Phúc Đạt này hay là Galaxy của Hưng Thịnh thì họ ra với mức giá có khoảng 38 triệu một mét vuông. Dạ, khoảng 38 triệu một mét vuông là ở phía trong, cách đây khoảng từ 3 đến 5 km. Dạ. Dự án Oban Boulevard thì bên mình sẽ có những cái event cho khách hàng xem nhà thực tế. Dạ. Anh chị muốn xem nhà thực tế thì hãy liên hệ với Lan Đoàn nhé. Dạ, rồi anh chị muốn mua bán sang nhượng hay là anh chị muốn mua hàng chủ đầu tư với mức giá ưu đãi, cũng như là những cái chương trình ưu đãi về lãi suất ngân hàng, dòng tiền tài chính, hãy liên hệ với Lan Đoàn theo số điện thoại 0936 952636 hoặc 0946 072678. Lan Đoàn sẽ trực tiếp tư vấn cho anh chị, cộng với đội ngũ nhân viên kinh doanh hùng hậu mình sẽ được hỗ trợ đến anh chị 24/7 luôn. Dạ. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Lan Đoàn nha. Lan Đoàn thường xuyên cập nhật các cái dự án của Đất Xanh triển khai cũng như các cái dự án ở trên thị trường để cho mình nắm được thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất, và mình đầu tư một cách có lợi nhất. Dạ, xin cảm ơn.